Song ai ai cũng chẳng muốn đi tìm sự an lạc thật sự, mà muốn tìm vui tạm thời ở trong sự khổ, không biết còn có sự vui ở trong vui. Có người nói xuất gia rồi chẳng có giúp đỡ gì cho cha mẹ anh em nữa, đây là quan niệm sai lầm. Xuất gia tu đạo mới là báo hiếu cha mẹ chân chánh trợ giúp anh chị em. Do đó có câu nhất tử đắc đạo, cửu tổ thăng thiên. Một người con tu đạo thì thất tổ cửu huyền, không bị thọ khổ trong địa ngục mà sẽ được sinh về cõi trời. Chẳng những một đời thất tổ cửu huyền được như thế, mà cha mẹ thuở xưa đời đời kiếp kiếp cũng đều ra khỏi ba cõi lìa khổ được vui. 8. Hoặc tên là che giấu. Phàm mà làm một việc sai lầm chẳng sám hối, mà che giấu trong tâm, cảm thấy là tội lỗi mà thống khổ. Có người đề xướng tà thuyết bác không có nhân quả, nói con người không nên tự cảm thấy có tội lỗi, đều là ngược đãi chính mình. Nếu ai ai cũng chẳng cảm thấy mình có lỗi lầm, thì có thể giết cha hại mẹ, giết người phóng lửa, chẳng có điều ác nào mà chẳng làm. Ngược lại, còn cho rằng chẳng có tội lỗi, như thế thì gia đình sẽ bất hòa, xã hội sẽ không yên, thiên hạ đại loạn. Nếu ai ai cũng cảm thấy làm việc gì không trái với trời đất quỷ thần, không trái với tổ tông ba đời, phàm là việc bất hợp pháp, việc không hợp lý, tuyệt đối không làm, có tư tưởng như thế thì tu hành mới có hy vọng. Cải tà quy chánh thì có cơ hội cải lỗi làm mới. 9. Hoặc tên là diệt nhanh. Diệt nhanh tất cả sự vui, tăng thêm tất cả khổ. 10. Hoặc tên là khó điều phục. Chúng sinh tăng cường khó điều phục cho nên thọ khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới chấn âm đó, hoặc tên là nên chế phục, hoặc tên là tâm hướng, hoặc tên là hai chói, hoặc tên là theo niệm khởi, hoặc tên là đến phía sau, hoặc tên là cùng hòa hợp, hoặc tên là phân biệt, hoặc tên là cửa, hoặc tên là thổi động, hoặc tên là ẩn tre. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi này gọi một tiếng. Các Phật tử ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược có 10. 1. Hoặc tên là chế phục, nên chế phục phiền não khổ, phải biết liệu khổ, sau đó mới đắc được khoái lạc. Trước khi mỗi lần chúng ta giảng kinh, đều có người thỉnh pháp, muốn cầu lìa khổ được vui, song ai ai cũng muốn lìa khổ, cũng chẳng muốn được vui. Tại sao? Đó tức là chỗ kỳ quái của tánh người. Càng dạy họ lìa khổ, thì họ càng muốn gần khổ. 2. Hoặc tên là tâm hướng. Tâm của phàm phu tục tử thì hướng về phiền não, dạy họ mau đến chỗ an vui thì họ chẳng tu hành, để muốn đi đến chỗ ác. 3. Hoặc tên là hai chói, hay che lấp trí huệ của chúng sinh, hay chói chặt thần thông của chúng sinh. 4. Hoặc tên là tùy niệm khởi, phiền não tùy theo tâm niệm mà khởi. Một khi vọng niệm sinh ra thì có phiền não, nếu chẳng có vọng niệm thì chẳng có phiền não. Tôi thường nói, sự sự đô hào khứ, phiền não dù hóa liễu, vô minh vĩnh bất sinh, tội nghiệp tựu một liễu. Nghĩa là mọi việc đều tốt đẹp, phiền não hóa dễ dàng, vô minh bạc không sinh, tội nghiệp cũng chẳng còn. 5. Hoặc tên là đến phía sau. Tập là đi đến phía sau ba đường ác, đạo là đi đến phía trước nơi bốn cõi thánh. 6. Hoặc tên là cùng hòa hợp. Thiện ác hỗn tạp với nhau, cùng hòa hợp với nhau. Có thiện ác thì có phiền não, có phiền não thì có nghiệp chướng. 7. Hoặc tên là phân biệt. Có tầm phân biệt thì có phiền não. 8. Hoặc tên là cửa. Cửa của các sự khổ, cửa của phiền não. 9. Hoặc tên là thổi động. Tánh dao động chẳng định. 10. Hoặc tên là ẩn che. Ẩn che giấu tội lỗi của mình, không nói cho người biết. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới chấn âm, hoặc tên là không chỗ nương, hoặc tên là không thể lấy, hoặc tên là quay về, hoặc tên là lìa tranh luận, hoặc tên là nhỏ, hoặc tên là lớn, hoặc tên là thiện tịnh, hoặc tên là vô tận, hoặc tên là rộng lớn, hoặc tên là vô đẳng giá. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử. Ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10.
Một hoặc tên là không chỗ nương, phiền não chẳng có chỗ nương tựa, tức cũng là đã dứt phiền não. Hai hoặc tên là không thể lấy, vì phiền não đã dứt, cho nên không thể lấy, không thể bỏ, không thể được. Ba hoặc tên là quay về, tức là trở về nguồn cội, quay trở về. Bốn hoặc tên là lìa tranh luận, lìa khỏi tranh luận, đến được trình độ đã diệt, tất cả không sinh, tất cả không diệt, thì chẳng còn tranh luận. Năm hoặc tên là nhỏ, nhỏ như hạt bụi, nhỏ mà vô nội, không dùng một vật. Sáu hoặc tên là lớn, đã trở về cội nguồn, đắc được bổn thể, đây là lớn mà không ngoài, là tánh của pháp giới. Bảy hoặc tên là thiện tịnh, đến được cảnh giới trần thiện, trần tịnh. Tám hoặc tên là vô tận, chẳng có cùng tận, tồn tại lâu dài. Chín hoặc tên là rộng lớn, đạo lý của diệt đế này rất rộng lớn. Mười hoặc tên là vô đẳng giá, là báo vô giá, chẳng có gì sánh bằng. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới chấn âm đó, hoặc tên là quán sát, hoặc tên là hay phá địch, hoặc tên là ấn biết rõ, hoặc tên là tánh hay vào, hoặc tên là khó đối địch, hoặc tên là nghĩa vô hạn, hoặc tên là trí vào được, hoặc tên là đạo hòa hợp, hoặc tên là luôn không động, hoặc tên là nghĩa thủ thắng. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng: các Phật tử, ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới Chấn Âm cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là quán sát, hay quán sát các pháp thật tướng. Hai hoặc tên là hay phá địch, hay phá tất cả địch khổ não, đắc được khoái lạc. Ba hoặc tên là ấn biết rõ, thấu rõ bảo ấn này thì hay ấn chứng tất cả đạo lý mà bạn biết. Bốn hoặc tên là tánh hay vào, hay vào Phật tánh, hay rõ Phật tánh. Chúng ta mỗi người đều có nhà, nhà gì là nhà Phật, tu hành thành công thì sẽ ở với Phật cùng một chỗ, đó mới là nhà thật sự. Nhà hiện tại là nhà phàm phu, là tánh tạm thời, chẳng cứu kính. Năm hoặc tên là khó đối địch, công năng của đạo này hay phá tất cả hoặc mà không bị tất cả hoặc phá, cho nên là khó đối địch. Sáu hoặc tên là nghĩa vô hạn, đạo này bao hàm nghĩa lý không có hạn lượng, tại sao chúng ta phải tu đạo vì muốn ra khỏi ba cõi không thọ sinh tử, nếu suốt ngày đến tối cứ khởi vọng tưởng, thì suốt thuở vị lai cũng chẳng ra khỏi được ba cõi, vẫn chịu khổ ở trong luân hồi. Bảy hoặc tên là trí vào được, chiếu theo đạo này mà tu hành thì vào được Phật trí. Tám hoặc tên là đạo hòa hợp, tất cả đều hòa hợp đến cảnh giới viền dùng vô ngại. Chín hoặc tên là luôn bất động, luôn luôn bất động, luôn luôn không biến đổi. Mười hoặc tên là nghĩa thủ thắng, nghĩa lý của đạo này là thủ thắng nhất, chân thật nhất. Các vị nghe kinh nghe pháp thì phải y theo pháp mà tu hành, phải vào sâu kinh tạng, phải sinh tánh tâm lớn, phải đầy đủ ba điều kiện này thì mới đại dụng. Các Phật tử thế giới Chấn Âm nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thầy 400 ước 10.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho đều được điều phục. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng: các Phật tử, ở thế giới Chấn Âm nói về danh từ bốn thánh đế thì có các danh từ như vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có cả thầy là 400 ước vạn danh từ, tuy nhiên danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm hoàn hỷ của chúng sinh mà khiến cho họ hoàn toàn được điều phục, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Các Phật tử, như ở thế giới Ta Bà này nói về bốn thánh đế có 400 ước 10.000 danh từ, như vậy phương Đông 100.000 ức, vô số vô lượng, vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, khắp pháp giới hư không giới, hết thảy thế giới, trong một thế giới đó nói bốn thánh đế cũng có 400 ước 10.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Như phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng: các vị Phật tử, giống như ở thế giới Ta Bà này nói về danh từ của bốn thánh đế có 400 vạn ước danh từ, như ở thế giới phương Đông cũng có 100.000 ước,
chẳng có số mục, chẳng thể xưng lượng, chẳng có bờ bến, không thể so sánh, không thể tính đếm được số mục bao nhiêu, không thể gọi số đó là bao nhiêu, không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng ý để lường, nói thẳng là không thể nói. Khắp 10 phương pháp giới, khắp cõi hư không, khắp hết thảy thế giới, trong mỗi một thế giới ở phương đồng, nói về danh từ của 4 thánh đế, cũng đều có 400 ước vạn danh từ. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh đều khiến cho được lợi ích sự điều phục. Ở thế giới phương đồng là như thế, các thế giới khác ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn hướng trên dưới 9 phương cũng lại như thế, đều có các danh từ nhiều như vậy. Các Phật tử như thế giới Ta Bà có 10 phương thế giới như nói ở trên, tất cả các thế giới đó cũng có 10 phương thế giới như vậy, mỗi mỗi thế giới nói về khổ thánh đế có 100 ước vạn danh từ. Nói về tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế, mỗi thế giới cũng đều có 100 ước vạn danh từ, đều tùy theo tầm ưa thích của chúng sinh khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị Phật tử, giống như ở thế giới Ta Bà có 10 phương thế giới như đã nói ở trước, trong tất cả thế giới đó, mỗi một thế giới đều có 10 phương thế giới, 10 phương thế giới trong mỗi thế giới nói về khổ thánh đế đều có 100 ước vạn danh từ, nói về tập thánh đế có 100 ước vạn danh từ, nói về diệt thánh đế có 100 ước vạn danh từ, nói về đạo thánh đế có 100 ước vạn danh từ. Những danh từ này đều tùy theo tâm hoan hỷ ưa thích của chúng sinh mà khiến cho họ nghe tên được khai ngộ, bỏ mê về với giác ngộ, điều phục tâm của họ khiến cho vô minh ngưng bạch, chẳng sinh điên đảo, trở về cội nguồn. Ngày mai, ngày 12 tháng 4 năm 1976, sẽ cử hành pháp môn phóng sinh mà người Tây Phương không hiểu rõ, vì người Tây Phương chưa từng thấy qua nghi thức phóng sinh, cho nên chẳng minh bạch ý nghĩa phóng sinh. Tại sao phải phóng sinh? Vì phóng sinh thì khiến cho chúng sinh bị phóng sinh tăng thêm tuổi thọ, còn người phóng sinh cũng được quả báo trường thọ. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì nghiệp giết hại quá nặng. Đời này tôi giết bạn, kiếp sau bạn giết tôi, tàn sát giết hại lẫn nhau. Người giết súc sinh thì đời sau người làm súc sinh làm người, lại giết hại lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng. Từ việc nhỏ đó mà dần dần phát sinh chiến tranh, đến một tràng sát hại. Người ở trong chiến tranh thì phát cuồng đến cực điểm. Bạn giết một, tôi giết 10, báo thù với nhau. Đây là nghiệp giết hại kiếp trước sẽ dẫn đến báo ứng đời này. Phóng sinh là giảm bớt nghiệp giết hại. Phóng sinh nhiều thì nghiệp giết hại giảm bớt. Chiến tranh tự nhiên sẽ chẳng còn nữa. Chúng ta chẳng phải phản đối chiến tranh, mà chúng ta chẳng chiến tranh, cho nên chẳng giết hại mà phóng sinh. Đây là pháp môn thật sự tiêu diệt chiến tranh, tức cũng là pháp môn tiêu tài sống lâu. Công đức phóng sinh vô lượng chẳng những mạng sống của chúng sinh lâu dài, mà còn khiến cho chính mình cũng chẳng có bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, an tâm tu đạo. Mục đích chúng ta phóng sinh là hy vọng tất cả chúng sinh chấm dứt nghiệp giết hại, cùng nhau bảo vệ tánh mạng an toàn. Phóng sinh là pháp môn từ bi của Phật giáo, hy vọng mọi người nhận nghĩa thật về phóng sinh, cho rõ ràng ai ai cũng đều phải bảo hộ động vật. Tôi đến nước Thái và nước Việt Nam hoằng pháp thì thấy biên địa của nước Thái là ếch nhái, thấy biên địa của Việt Nam là chuột, đó đều là nghiệp báo chiêu cảm mà ra.